Hello, welcome các bạn đã quay trở lại với kênh Uyên Quỳnh Cuộc Sống Mỹ hôm nay. Thì hôm nay Uyên Quỳnh rất là vui làm một nhịp cầu nối cho những anh chị cô đơn gặp nhau. Và sẵn đây thì Uyên Quỳnh cũng xin nhắn nhủ với các anh chị đã tham gia chương trình Kết Nối Yêu Thương một điều là khi anh chị coi những video, anh chị cảm thấy rất là mến nhau, rất là thích nhau và có những điểm tương đồng với nhau và muốn kết nối với nhau á. Nhưng mà tuy nhiên khi tiếp xúc bên ngoài, nói chuyện, gọi điện thoại hay gì á thì có những đức tính khác nữa và mình cảm thấy không hợp nhau. Sau video mà hai người gặp mặt nhau á, trong thời gian tìm hiểu, nếu mà anh chị cảm thấy không hợp nhau á, thì có quyền quay trở lại gọi cho Uyên Quỳnh và nhờ Uyên Quỳnh làm một video khác. Thì Uyên Quỳnh cũng sẽ giúp để tìm ra những người nào mà anh chị cảm thấy phù hợp nhất. Nào bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe chia sẻ của một cặp đôi dễ thương nhé. Sao hôm nay hai người lại mặc áo cùng màu với nhau ta? Có hẹn trước hả? Cái này là cái trùng hợp bất ngờ ghê luôn á ha. Không? Trùng hợp ghê luôn á. Tương lai này rồi đây. Dạ, tương lai tươi sáng rồi đó. Ok. Chỉ cười. Hôm nay em rất là vui làm nhịp cầu nối cho hai anh chị gặp nhau ha. Dạ, anh có thể nói trước ha. Rồi, trước hết anh cũng xin cảm ơn Nguyên Huỳnh đã cho anh một cơ hội để tham gia cái nối tương. Anh cũng chúc cho em và gia đình mạnh khỏe và gặp nhiều sự may mắn trong cuộc sống. Và sau đó anh cũng xin chào cộng đồng mạng và anh đặt chào một người bạn tương lai đặc biệt nhất buổi trưa hôm nay, đó là em Nguyễn từ tiểu bang Louisiana. Anh tên Dũng, xin chào em. Dạ, em xin chào anh. Trưa nay em có khỏe không? Dạ, em khỏe. Em có thể cho anh biết một chút xíu về gia đình em. Người con út ở trong nhà. Em ở trong nhà. Rồi hai bác và mấy anh chị em của em bên ở bên này hết hả? Dạ, ai với mẹ mất rồi. Mẹ em sanh người con. Em lớn trong nhà. Dạ, 5 người thì ở bên Mỹ, 5 người ở Việt Nam. Dạ, nhà có 10 người mà 5 người sống ở Việt Nam. 5 người sống ở Việt Nam, còn 5 người sống bên Mỹ. Dạ. Công việc của em bên đó, bữa công việc của em bên đó thế nào? Dạ, em làm trong hãng suy phước mà dạ. Chuyên về cho anh hỏi là em xem video của anh mấy lần? Dạ, 2 lần. Dạ. Điều gì mà làm cho em cảm mến anh? Thứ nhất là anh lớn hơn em 1 tuổi. Thứ hai nữa tí mà nữa thì em chân thật á. Hả? Em nhầm tiếng phải không? Dạ, em nghe chưa rõ. Em 72 phải không? Dạ đúng rồi, dạ. Em sinh tháng 11. Tuổi? Em sinh tháng 11, sinh cuối năm. Tân em coi như là 7 tháng, anh sinh tháng 4 năm 72. Dạ đúng rồi, dạ. Dạ. Dạ, em thấy anh chia sẻ trên YouTube á thì chân thật nên em với giống như là anh cũng đã như vậy vợ rồi thì cái đó nó ok rồi. Anh cũng xin nói với em là anh thì về hôn nhân thì anh đã ly dị vợ rồi. Thì anh có 2 thằng con trai. Cái công việc của anh thì anh làm về sửa xe. Thì anh có một sửa xe. Thì đối với anh thì giấc mơ Mỹ thì anh đã tỏa nguyện ra em ạ. Bây giờ công việc của anh thì anh làm cho chính bản thân anh thôi. Dạ. Thì anh làm từ thứ 2 đến thứ 6.
thứ hai thứ sáu, thứ bảy thì anh làm khoảng giờ tới 2 giờ, thứ 3 giờ thì mình nghĩ anh là một người rất là ham mê công việc các bạn. Dạ em cũng vậy á, em xem đi làm. Thì cái anh là một người rất ham mê công việc, và sẵn đây anh xin bật mí cho em biết là coi như là trong cái video lần trước mà anh tham gia cái nối yêu thương á, thì anh không có nói quên nói về cái bản thân của anh. Bản thân của anh thứ nhất á là anh không có rượu chè, cái thứ hai là anh không có cờ bạc. Nhà anh ở đồ chỉ có 5 phút thôi nhưng mà anh không bao giờ xuyên cà xin đâu. Dạ. Ừ. Rồi một cái thứ ba nữa là anh là một người đàn ông của gia đình em ạ. Dạ. Thì hôm nay anh lên đây là cũng với mục đích là tìm kiếm một nửa cho cái thủ xếp nhiều của mình. Dạ. Ông anh cần ở đây là một người bạn đời của anh, thứ nhất là thật thà và trung thành. Dạ. Rồi thì sẵn đây nếu em có cái gì em cứ hỏi anh nha, sẵn sàng anh trả lời, nhưng mà trong cái sự hiện diện của anh sẽ sẵn sàng trả lời. Dạ. Anh qua Mỹ được bao nhiêu năm? Anh qua Mỹ vào 1993 năm. Dạ vậy là 28 năm. 28 năm em đây đúng 28 năm. Dạ. Còn em qua Mỹ 8 năm. Em qua 2013. Dạ. Yeah, ừ. Dạ. Anh thấy là một người phụ nữ rất can đảm. Mới qua Mỹ 8 năm mà em có xe, em có nhà, em có công việc ổn định, anh thấy anh rất là cảm phục em. Dạ tại vì em phải cố gắng thôi. Tại vì nước Mỹ mình không có làm biến là mình đi làm có tiền thôi. Dạ cho nên em xuyên đi làm. Nước Mỹ là nói chung nước Mỹ là thiên đàng nhưng mà địa ngục cũng sát bên phải không em, nếu mà mình không đi làm. Dạ. Ủa hiện tại thì biết em làm như tiếng một ngày? Dạ hôm nay là giống như là mở hồn á, là Louisiana. Dạ mở hồn cho nên có khi là em làm 5 ngày, có khi em làm 6 ngày, có khi em làm 7 ngày một tuần luôn. Rồi khi mà chính phủ đóng gọi là học mất thì má em đóng thuế W2, cho nên khi mà chính phủ nó đóng hồn là em được hưởng tiền thất nghiệp là tháng 12. Dạ. Tháng 12 là đã đóng hồn. Tại là em làm 6 tháng nghỉ phải không? Dạ 7 tháng làm, 5 tháng nghỉ. Rồi những cái tháng nghỉ mình em làm cái gì? Dạ tháng nghỉ nếu mà ai mà mướn mình trả tiền mặt ấy, thì mình đi làm được. Còn nếu mà check là mình không đi làm được. Tại vì khi ta trả check á mình không có khai thất nghiệp được. Thất đúng nghiệp rồi. Nó cho mỗi tuần. Đúng rồi. Dạ. Rồi em có làm đi làm thì em gì cũng đi làm tôm hay em bóc tôm hay là bóc gì à, bóc tôm ha? Dạ ở trong hãng có nhiều khâu lắm anh. Có khi là mình bật dán sticker, dán lên cái nhãn nhé của hãng mình trên cái thùng á thì mình gọi là dán sticker. Rồi dạ, rồi có khi mình một cái thùng nó có 20 bịch á, thì khi mà tự động nó cái bịch nào nó đạt tiêu chuẩn á mình nhìn quen mình vô hay một thùng. Còn cái bịch nào mà không tốt á thì bỏ qua nhanh. Không dạ. Dạ rất rất là nhẹ. Dạ rồi xong rồi nó tôm á mình phải clear hết cho nó sạch. Dạ, là Việt Nam mình làm rồi phải làm sạch rồi mới đóng vô trong đóng gói tự động, là nó cân tự động luôn. Bây giờ là em làm K3 hả hay là K2 hay là K1? Dạ một tuần mà có 3 ca, một tuần mình làm xong đổi nó rất khác lên. Là anh thay làm thay phiên ca đó, còn đi là tuần này ca. Dạ. Ai đó dạ đúng rồi. Dạ rồi. một tuần thứ hai bắt đầu là vô đổi ca. Đổi ca. Dạ. Như vậy nó có xáo trộn cái giấc ngủ của em không? Dạ mình đi làm thì mình phải lệ thuộc hãng thôi, hãng nó kêu mình
làm mấy giờ thì mình bấm vô, mình bấm thẻ đúng giờ chứ. Em xác alarm rồi, đồng hồ. Em quan niệm ông về về tình yêu. Dạ em thích chân thật với lại hiền. Em ở Việt Nam là em ở Gò Công, Tiền Giang á, anh biết không? Anh biết chỗ quê đó không? Anh chưa Gò Công, Tiền Giang. Ở với Cần Thơ thì có xuống rồi. Dạ, dạ. Còn em là anh biết Mỹ Tho không? Mỹ Tho, quê hương của ba mẹ em, ngày xưa ba mẹ em ở với Mỹ Tho. Dạ, đó, em là Gò Công với Mỹ Tho kế bên nhau. Dạ. Là tỉnh Tiền Giang á anh. Anh rất là thích gái miền Tây em ạ. Dạ, em là miền Tây. Gò Công, dạ, Gò Công là Tiền Giang, là Cần Thơ, Vĩnh Long, mà là gọi là miền Tây hết. Rồi nhà cửa em ở bên, em nói là em có nhà, em có mua mobile home phải không? Dạ đúng anh. Mua mua đã còn mới lắm. Ở bên đó mua mobile home mắc không em? Dạ nó khoảng 40.000 là loại mới á. Vậy cái mobile home mình có phải đóng đóng tiền thế đất không? Dạ có. Hàng tháng đủ đất lấy em 200 đồng. Là cái tiền mướn đất phải không? À đúng rồi. À, rồi nay thì em có trả 25. Em có trả cái tiền là mà nó còn thuế còn mobile home không? Dạ không, em trả tiền đất cho bà chủ thôi, chủ người Mỹ Khánh. Dạ. Dạ, hôm nay bà tên em 100 đồng là em trả cho bà 225 đồng. Còn hồi đó giờ em trả có 200 mà. Dạ. Dạ. Thì nếu mà mua hôm bên đó thì thấy anh nghĩ cũng rẻ ha, 40 ngàn một đồng. Dạ đúng rồi, dạ, dạ rẻ đó. Dạ. Dạ. Rồi nếu mà có một điều ước mơ trong cuộc sống, em ước mơ điều gì? Em ước mơ là em tìm được phân nửa yêu thương của em. Đơn giản vậy thôi hả? Dạ, dạ vậy là mừng lắm rồi anh. thì sau khi mà coi cái clear, anh rất là cảm ơn em. Thì anh biết là có nhiều đường lựa chọn, nhưng mà anh rất là cảm ơn em đã chọn anh là một người bạn kết nối yêu thương. Thì trong cái thời gian này thì mình cứ tìm hiểu nhau đi. Rồi dạ. Nếu mọi sự mà nó hợp nhau hoặc là mình có đồng cảm với nhau thì mình sẽ nếu mà tình yêu nó phát triển mạnh lớn thì mình sẽ về chung một nhà, ngủ chung một giường, ăn chung một mâm. Cái đó là điều mà anh ước mơ là nó như vậy đó. Dạ em cũng vậy. Ừ. Thì anh là một người đàn ông rất là cầu tiến trong xã hội, anh rất là cầu tiến. Mặc dù năm nay em đã 50 rồi nhưng mà anh rất cầu tiến và anh rất là siêng năng trong công việc. Dạ. Mà bữa nay là coi như là cái này là ngẫu nhiên nha, hai người mặc cái áo giống nhau luôn á, cùng màu luôn á, Duyên ơi. Dạ đúng là lần đầu tiên luôn á. Một ngày em làm ít tiếng đó, em ngủ có mấy tiếng à? Một ngày em làm 15, 16 tiếng, 17 tiếng đó luôn. Em về tất cả bị tan tiếng. Em một ngày từ nhà em tới chỗ làm sao? Dạ gần. Em gần. Chạy không có đèn xanh đèn đỏ nên tới hẹn khoảng 6 phút. Không có đèn xanh đèn đỏ. Ủa vậy là sáng bên nhà? Dạ kế bên nhà. Dạ đúng. Rồi hiện tại giờ là em ở nhà mobile home với lại em cho xe bằng với một người ở chung hả? Dạ đúng rồi, cái cô đó là làm chung với em. Mà cô không có biết chạy xe, mà cô cũng không biết tiếng Anh nữa. Em giúp cô chở cô đi làm rồi. Đi ngân hàng hay gì á, cũng giúp cô luôn. Chứ cô lớn tuổi rồi, cũng không biết cái gì á. Cô khoảng 74 tuổi. Vậy là em làm phước đi rồi mà sau này rồi ơn trên sẽ độ cho em. Dạ. Dạ. Cho nội một cái nữa, cho nội là ví dụ như sau này nếu mà em tìm được một người mà tâm đầu ý hợp đó
Nhưng mà sao coi như là về về với người ta không? Dạ có. Có hả? Dạ. Rồi anh anh hỏi anh biết là điều vì hiện tại bây giờ của anh hiện nhà anh thì anh đã có nhà rồi, thì công việc của anh thì anh cũng đã có công việc ổn định rồi đó, thì bây giờ mình cứ tìm hiểu đi, thì anh cũng hy vọng là tình yêu của tình bạn rồi sẽ đến tình yêu đó. Nếu mà nó tốt đẹp đó là điều anh mong ước em ạ. Thì em gọi cho anh hoặc anh gọi cho em cũng được, chứ còn trong cái giờ làm việc thì mình phải tôn trọng người ta thôi em. Tôi em làm cho Mỹ nên giờ làm việc á nó không có cho mình đem máy đem Đúng con đúng vô. đúng 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 anh hiểu đó, anh hiểu biết rồi đó. Ví dụ như tối về mình có trò chuyện lúc gì đó tí nào hả, chứ còn nói chung ban ngày mình phải đi làm, ai cũng phải có công việc, chứ còn mình đi làm mà mình nói điện thoại là người ta bắt được là tuổi mình đó. Dạ đúng rồi, tại vì công ty anh em làm mà cơm á thì phải làm hết để hơn ương, cho nên khi á là cái nhà 10 giờ tối có khi em về tới nhà 1 giờ đêm luôn, có khi á là về giờ như là em làm phải lệ gặp cái tôm của hãng, nếu mà hôm đó sản xuất nhiều á là em về nhà trực tiếp, còn cái bữa nào mà sức là vai nó mua tôm ít thì về sớm là khoảng 7 giờ tối. Anh có thường về Việt Nam không? Hồi anh qua Mỹ đây là 28 năm, anh mới về có 3 lần thôi. Nhưng mà Anh còn người thân ở Việt Nam, anh còn chị em anh. tôi chỉ còn gia đình anh nào bên này hết rồi. Vậy là chỉ còn bà con thôi, bà con ở Việt Nam. Bà con thôi, chứ còn anh em ruột thì bên này hết rồi. Nhà anh có bao nhiêu người? Nhà anh thì có năm năm anh em, nhưng mà mất một thằng em trai, hiện tại bây giờ là còn bốn, tính năm là bốn. Ở chung một tiểu bang chứ hay là mỗi người một tiểu bang? Anh có thằng em thì ở bên Đà Lạt á. Đà Lạt. Ở Texas. Ở bên thì anh thì ở gần nhà nhỏ em. Con anh còn nhỏ, anh có cho support cho con anh không? Con anh thì anh có hai thằng trai. Một đứa thì 16 tuổi, đứa 13 tuổi. Cái tiền mà mình cần cấp dưỡng cho con phải có nha. Đến khi 18 tuổi. Đến bao giờ anh? 18 tuổi, nhưng mà với cái đứa mình thì mình là cha mà, thì nói chung là những cái gì mà mình lo được cho con mình cũng lo thôi. Vậy con anh có thường xuyên gặp anh không? Con anh thường xuyên con anh hầu như là cha con gặp nhau mỗi tuần em ạ. Anh thì con anh mỗi tuần, và khi nào mà anh rảnh thì anh đưa con anh về, nhưng mà hầu như là anh gặp mỗi tuần đấy. Còn vợ anh có chồng khác chưa? Vợ anh thì chưa có chồng khác, nhưng có bạn trai rồi. Thì giữa anh với vợ anh là bây giờ là mặc dù mình không còn là vợ chồng nữa, nhưng mà mình vẫn là còn cái nghĩa, ví như giữa con cái mà có giữa vợ anh với anh cũng có liên lạc là để lo cho con. Mà ra tòa như vậy rồi không anh? Ra tòa giống như là mình đã chị lâu rồi em, anh đi chị coi như xong rồi, nếu mà trên giấy tờ, nếu mà luật pháp thì là nó rõ ràng rồi em ạ. Anh là một người rất là đâu đó nó rõ ràng rồi, anh mới lên đây anh tìm một nửa để đi hết quãng đời còn lại, chứ còn nếu mà mình chưa có rõ ràng làm sao mình dám lên đây em. Thứ nhất đó là mình lỗi với lương tâm, thứ hai nếu mà mình lỗi với cái người bạn đời của mình.
nên vấn đề về luật pháp thì anh đã rất là rõ ràng. Thì em có những câu nào hỏi đi anh cho em hỏi, anh em cứ việc hỏi thoải mái đi. Bữa nay là coi như là mặc dù anh với em mới lần đầu tiên nói chuyện qua màn hình nhỏ, màn hình nhỏ nhưng anh cũng có hơi nó rung, hơi rung chút xíu. Thì những gì mà em cần hỏi thì em cứ việc hỏi. Anh ly dị bao nhiêu năm rồi anh? Anh ly dị bữa nay là tính ra là 12 năm. Anh ngủ chay năm nay 12 năm rồi em ạ. Ăn chay nhưng mà ngủ chay rất là khó phải không em? Rồi nào giờ em nghe người ta nói là chị ăn chay, chú ăn chay, cô ăn chay, như đâu ai nói là chị ăn chay nhưng tối về ngủ chay đâu, em đâu có nghe nói gì phải không, đúng không? Anh cũng hy vọng là từ hôm nay cho đi vào thời gian gần nhất anh không còn ngủ chay nữa. Rồi em có Em đi làm á thì cái giờ của em đi làm á thì em biết, còn cái giờ đi về á thì em phải lệ thuộc vô hãng. Tức là hôm nào nó sản xuất nhiều tôm á thì em làm về khuya. Còn hôm mà nó sản xuất ít á thì em về sớm. Một năm em làm từ tới tháng 12 là chính phủ đóng hồ lại, thì tháng 1 á là em được benefit là em được hưởng tiền thất nghiệp. Là coi như là từ tháng 1 cho tới tháng 3, tháng 4 là em ăn tiền thất nghiệp đúng không? Dạ đúng rồi, tháng 5 là chính phủ mở hồ. Như vậy là năm nào cũng vậy em? Dạ đúng rồi. Em làm được em làm chung hãng 7 năm, em qua Mỹ 8 năm thì em làm một hãng 7 năm rồi. Vì vậy là cái công việc của em là em rất là coi như là em rất là thích cái nghề đó, cái công việc đó phải không? Dạ đúng rồi. Dạ thì em đóng thế single cho nên nó cũng hơi nhiều. Còn người ta đóng thế ít hơn em đóng thế nhiều. Thì em đóng thế nhiều thì mai mốt em cũng được hưởng lại thôi chứ có gì. Nhưng mà không biết được với gia đình. Thì sau này nếu mà mình khi nào mà em rảnh thì em gọi anh cũng được. Chứ anh không quan trọng là em đang làm, em phải ra gọi anh hay là gì, anh không quan trọng như vậy. Mà khi thì khi nào em rảnh thì gọi, em rảnh thì em gọi anh. Đi như hôm nào mà em đi làm về 1-2 giờ em không cần, nếu mà giờ cần sự nghỉ ngơi thì em không cần gọi anh đâu. Khi nào rảnh thì em gọi cũng được, không sao cả. Dạ không thì mình cứ nhắn tin lại, thì khi đọc tin nhắn là hiểu rồi. Đúng rồi em, đúng rồi. Còn em... hiện thì không có biết số điện thoại. Chỉ có Yên Quỳnh mới biết số điện thoại của anh. Em chưa biết, anh cũng chưa biết số điện thoại của em luôn. Anh chưa có biết số điện thoại của em. Một lát á mà anh với em á mà bấm nút á thì mình có số điện thoại. Dạ chứ anh có điện thoại. Có điện thoại anh trong. Có điện thoại của anh em mình đang tay của Yên Quỳnh. Dạ đúng rồi, dạ. Hồi nãy giờ em nói chuyện với anh thì em có cảm thấy là thích không? Dạ ok. Ok à? Dạ. Rồi. Là hai người quyết định bấm chuông đó phải không? Là coi như là em đây anh sẵn sàng, anh coi như là anh sẵn sàng bấm chuông. Bấm hai cái luôn không? Bấm hết hai cái chuông luôn không? Cái luôn, bấm hai cái luôn. Bấm hết hai cái rồi, chừng nào mới bay qua đây đây, đừng nói là bấm xong rồi bay qua liền nha. Bấm bay qua liền thì không qua liền, nhưng mà không có sẽ có ngày gần nhất em ạ. Dạ.
Trong trong tháng này thì em mãn hồ á, em đi làm. Thì có khi là một tuần em làm 7 ngày luôn. Có khi thì có 5 ngày. Có khi là có khi là có khi là 4 ngày nữa. Vậy hả? Vậy là em là một người phụ nữ quá quá siêng năng trong công việc ha. Việt Nam á, lúc mà em còn Việt Nam thì em làm công việc gì? Hồi lúc ở Việt Nam á, gia đình của em có bán đồ tạp hóa, thế là tiếng Anh mình kêu là rockery á. Thì nhà em thì bán cái đó. Rồi có em ở Cali á, mới làm giấy bảo lãnh cho em nghỉ. Anh em làm thợ tiện mặt tăng tắc nè, đó là gần Lido Sài Gòn á. Thì khi mà em đi qua Mỹ là năm 2013. Rồi em về tiểu bang này là chung với một người chị bà con. Khi mà em có việc làm ổn định rồi, và lúc em mới qua thì chị cho em ở chung với chị. Em đi làm có tiền rồi thì chị cho em ra riêng này, em mua được mua bị hôm em ở rồi là em tự lực cánh sinh, em có một mình, em phải cố gắng. Người ta còn giỏi hơn mình nhiều lắm, em chỉ bình thường thôi. Em thấy người ta giỏi lắm luôn. Em giờ tiểu bang California qua Lưu Sena là quyết định đúng đắn luôn em ạ. Em từ Cali mà qua đây á, là em đi xuyên bang thì anh em mua vé cho em có 210 đồng. Rồi đến phi trường là chị và bà con á, mấy đứa em vô nhà ở thì lúc em mới qua em ở chung với chị bà con. Rồi chị xin việc làm cho em, rồi em có việc làm thì em tự một mình đứng tên trên đôi chân của mình không. Một lần nữa thì anh cũng một lần nữa thì anh cũng coi như là khâm phục về những cái gì mà em có một mình ở bên tiểu bang, ngoài vừa đi làm vừa mua được nhà là giỏi lắm á, hay lắm á. Thỉnh thoảng á là 2018 là em có về Việt Nam chơi. Tới nay là 3 năm rồi em chưa về. Rồi sao Việt Nam có định về Việt Nam không? Chắc hết mùa dịch mà Việt Nam mình cũng hết Covid-19 rồi mình có thể về, còn hiện tại giờ là không có về được. Nói chung anh cũng thích đi về Việt Nam lắm, nhưng mà không, mười mấy năm nay là anh chưa có về rồi, nhưng mà từ ngày anh có tiệm tới giờ anh không đi được nè. Mà bây giờ mình đi thì không có ai chăm, không có ai coi hết. Tiệm của anh là sửa xe hơi á anh? Tiệm của anh là sửa xe hơi mà. Có bao nhiêu người trong tiệm anh? Trong tiệm anh thì nói chung là anh làm cho anh thôi em à. Anh là một người coi như là từ đặt hàng vừa tiếp khách vừa sửa thôi. Anh có một mình anh thì anh có ba hiện tại ba thai rồi thì buổi sáng ba anh làm với anh, còn mà nhân viên chính tức là anh. Thì bên tiểu bang của anh có tuyết không, mùa đông á? Bên tiểu bang của anh thì có tuyết em ạ. Nhưng mà em sợ gì tuyết, tuyết với như nó lạnh thì mình mặc áo ấm, còn tối về mình có trái tim sưởi ấm lên rồi, cần gì đâu mà sợ. Em biết mà. Em biết cái đó, nhưng mà tại vì ở bên Louisiana ít có tuyết, không, mùa đông cũng không có tuyết luôn. Không phải là ngày nào nó cũng tuyết hết á. Ví dụ như từ cái tháng 11 trở đi đó là bắt đầu nó lạnh, nó cũng có thể là tháng có thể là 3-4 cây tuyết, hoặc là 4-5 cây, có tháng cái gì một hai vậy thôi, chứ không phải ngày nào cũng tuyết hết. Em biết, tại vì rồi tới
tới tháng 3 đó, tới tháng 3 thì bắt đầu là cái lạnh nó giảm bớt đi. Từ tháng 12 cho tới tháng 12 cho tới tháng đầu tháng 3 đó là bắt đầu tuyết, là coi như là năm mấy năm nay thì có 4-5-6 cây tuyết thôi, còn lạnh thì có lạnh, nhưng mà tháng 3 trở đi là bắt đầu thời tiết nó thay đổi rồi đó, để bớt lạnh thôi. Lạnh trong tim thì mới sợ, thật mà da đâu có sợ, lạnh trong tim thì mới sợ, phải không? Rồi em có muốn hỏi anh gì nữa không? Cứ hỏi em, cứ đi em hỏi thoải mái đi nha. Đây là mình giao lưu mà qua màn ảnh nhỏ, cứ việc học anh thoải mái. Mẹ của anh đâu? Nãy em nghe không rõ. Ở bên này hết em. Mẹ anh cũng ở bên Mỹ luôn. Mẹ anh ở bên Mỹ ừ. Gia đình anh, ba mẹ anh mới có nhà ở riêng. Hiện tại thì anh ở một mình. Ba mẹ anh có nhà riêng. Cuối tuần em như tuần em tuần em về thăm ba mẹ, nhưng mà hầu như ba mẹ em gặp mỗi ngày. Thì ba mẹ anh thì cũng ở gần đây, ba mẹ anh đi thai hết rồi. Còn ba mẹ của em thì mất hết rồi. Ba mẹ em mất ở Việt Nam. Ba mẹ mới Việt Nam. Mẹ em mất, em có về để tang rồi. Em mua cái vé cũng mắc lắm, đi liền luôn, đi một ngày là đi về tới Việt Nam luôn. Là năm 2018 em mua cái vé cũng 1.700 đó. Ví dụ như mẹ bữa thứ sáu là em mua vé em về Việt Nam luôn. Quan trọng là cái lúc mình cần đi nó có hay không thôi, chứ còn lúc mà mình đang trong cần đi là đi gấp là giá nào mình cũng phải mua thôi. Dạ đúng. Dạ. Rồi em xin hãng em được nghỉ làm để em đi. Rồi em về em về khoảng 4 tuần hơn là em trở qua, là em đi làm tiếp. Vậy hả? Tết cả tới nay là 2 ngày là không có về. Nhưng bây giờ thời giờ cái thời buổi bây giờ mình đâu đi được, mình đang trong cái dịch dịch nè, thì ở đâu cũng cho lo chống dịch nên mình không có đi. Sau cái đợt về dịch này xong chắc nhiều người đi Việt Nam dữ à. Em cũng vậy, em chích ngừa rồi. Là em chích 2 mũi rồi hả? Dạ đúng hay là non dương? Là cái mũi thứ hai là em chích là nó làm mình khó chịu phải không? Em bị hành mũi thứ nhất. Em bị hành 2 ngày, giống như là cảm nặng vậy đó. Cái đó rồi, uống thai đi nôi là ok em ạ. Rồi mũi thứ hai em không có bị hành, có chút xíu thôi nhưng mà mình chịu đựng được. Còn mũi thứ nhất thì nó hơi nặng. Nó giống như bị cảm nặng vậy đó. Rồi bữa nay chủ nhật thì nấu món gì ăn? Hôm nay em nấu canh cải với thịt gà xay. Với lại em kho cá, mà cá phết với cá thu em mua ở chợ Việt Nam đó. Em kho giống như là kho tộ vậy đó. Em nấu ăn cho anh hỏi em nói. Em nấu ăn được. Được là ngon, được là ok rồi, mọi người được được là khiến tốt phải không? Chứ nào em là nấu ngon lắm phải không? Dạ ăn được. Em nấu healthy lắm, em không có dùng thịt heo nhiều, em chỉ ăn cá với lại thịt gà thôi. Còn thịt heo ăn rất là ít, một tháng ăn một lần thôi. Còn lại là cá và với lại thịt gà. Ở Louisiana chắc cái đồ biển chắc sẵn hay mà. Dạ đúng rồi. Rẻ lắm anh, ghẹ với lại kho phích với lại tôm thì rất là rẻ.
coi như là vợ bên đó giờ đang mua cái con fit đúng không? Dạ tháng này là tháng 3 với tháng 4 á thì ăn nó ngon. Dạ tháng 3 tháng 4 á nó mềm, cái vỏ nó mềm mà nó rẻ, nó có 1 đồng 75 phao, 1 đồng 75 một phao ở bên này người ta qua bên đó người ta mua về người ta bán 7 đồng một ao đó em. rẻ. Dạ, ở bên này ăn confit rất là rẻ. Có bên này có cái anh đó anh chạy qua bên Louisiana anh mua cái anh mua qua đó anh mua nhiều lắm, anh mua khoảng cả chục bao đó đó, anh về đây anh đi anh bán cho mấy tiệm heo đó, ai mà cần ít thì anh bán là 7 đô một bao, 7 bao đó hai con không. Dạ. Ở bên đây thì rẻ lắm. Cái mùa ăn ngon nhất là tháng tháng 3. Tháng 3 Dạ. à, nãy em nói là mình ăn cái con đầu mùa đó, con đó đầu mùa đó phải không? Dạ khi đó thì cái con confit nó mềm, anh lột vỏ nó dễ. Còn tháng 6 đồ này cái vỏ nó cứng rồi. Mình lột nó ra nó hơi cứng. Còn cái lúc tháng 3 là nó vô mùa đó, nó rất là nhiều, rất là ngon. Ủa như vậy rồi mấy ông em có mấy người anh ở bên Cali với Seattle Dạ đúng rồi. không? Em Em có ba người có từng đi anh qua bên ở. đó chơi không? Em có từng đi qua đèo anh không? Dạ có, em có ở cái bang đó. Chơi cái bang đó lạnh lắm. Lạnh Siêu. lắm hả? Vậy hả? Dạ. Dạ, còn ở Cali thì khí hậu good. Cali thì chiều tới nó mát lắm. Nhưng mà lúc em qua Cali em chưa có việc làm. Rồi em qua Louisiana thì em có việc làm cho nên em ở đây 7 7 năm. Vậy là em qua Louisiana là coi như là đóng đô vào đúng không? Dạ, ở Bang đâu Việt có việc Nam làm. tập tích phải không? Dạ, ở đâu có việc làm thì mình sống được cho nên nè, em qua đây có hãng nó cho em làm em điền form nhưng mà người ta chưa có kêu khoảng mấy tháng sau người ta mới kêu mình đi làm. Rồi khi em vô thì em điền giấy tờ đầy đủ thì người ta nhận em liền. Rồi khi mình làm như vậy rồi cái hãng của em là em làm như vậy rồi họ cái công việc mà mình làm overtime vậy họ có trả thêm tiền không? dạ có Vậy à, hả? một tuần thì 1 tiếng là regular dạ qua qua 40 tiếng thì người ta tính mình overtime nhưng mà chủ nhật nó ăn gian không có trả đắp overtime, chủ nhật cũng overtime luôn. Là chủ nhật là chỉ có làm overtime thôi chứ không có double time hả? Dạ không anh dạ chủ nhật em làm thì em cũng chỉ lãnh overtime thôi chứ không được đắp overtime. Ví dụ như em không làm chủ nhật thì sao? À, dạ được, nếu mà mình không làm chủ nhật thì mình nói với cái chị tổ trưởng người Việt Nam đó, là chủ nhật mình muốn ở nhà không đi làm thì người ta cho. Mà tại vì em làm một một tuần 80 tiếng, chục tiếng, 100 tiếng. Quá giỏi. Dạ, cho nên chủ nhật mà mình không làm thì vẫn được nhưng mà thường là em đi làm chứ em ít có nghỉ lắm. À, nếu như mai mốt anh qua bệnh nó chơi em có thời gian cho anh không? Dạ có. Anh nó đi là chắc anh đi thứ sáu rồi xong rồi chủ nhật anh về lại. Dạ. Tại vì ai cũng bận rộn việc hết thì có nếu anh đi là anh đi thứ sáu ví như tối thứ sáu anh bay qua bến thì chiều như anh bay về lại dạ lúc đó em dẫn anh đi chơi á, giới thiệu cho anh biết rồi Canada có những chỗ nào mà mình đi tham quan. dạ Em có thích người đàn ông lãng mạn không? Dạ em chỉ thích người đàn ông chân thật thôi. Không, ý em nói là chân thật rồi nhưng mà em có thích người đàn ông chân thật và lãng mạn không?
chân thành. À, nếu ngày lễ sinh nhật vợ tặng vợ hoa hay là gì đó, ý anh nói như vậy đó, em có thích vậy không? À, dạ thích, là phụ nữ ai cũng thích. Khi em nóng nha, khi em nóng nóng giận thì em tự làm những gì? Dạ, khi em nóng giận là em im lặng, em không nói gì nữa hết. Anh thì mặc dù anh làm cái công việc về sửa xe thì nói chung là nó cũng khô khan đó, nhưng mà anh là một người có chút lãng mạn trong đó. Dạ. Anh có giỏi tiếng Anh lắm không? Tiếng Anh của anh thì nói chung là theo anh nghĩ bản thân anh thì cũng tạm ổn ấy mà. Dạ. Tạm ổn. Tại vì anh mà bây giờ nếu mà nó giỏi mà không biết giỏi là giỏi cỡ nào, nhưng mà nói chung thì đối với khi giao tiếp bên ngoài thì anh rất ok. Dạ. Từ vì cái công việc của anh thì nói chung nó cũng cần về tiếng Anh. Dạ. Thì khi có tiếng Anh thì em mới biết là em cần mua cái món gì. Dạ. Em nói người ta mới hiểu, chứ còn nếu mà bây giờ nếu mình không biết tiếng, mình không biết tiếng thì mình không có thể nào mà mình ngoặt giao với người ta được. Rồi mình muốn mua những cái món đồ mà về bên kia, về phụ tùng mình sửa xe, mình phải biết cái đó là gọi là cái gì. Dạ. Tiếng Anh của anh thì tạm ổn, anh nghĩ là tạm ổn. Chứ còn nếu mà nói giỏi thì anh không biết là giỏi như thế nào mới là giỏi, hoặc thế nào mới là giỏi. Nói chung là tiếng Anh của anh thì ok. Dạ. Vậy là có thể là anh dạy cho em tiếng Anh được. Thì em chỉ biết là những cái gì mà thông thường á, xài á, mỗi ngày á, thì em biết, còn nói nhiều và lưu lót thì em không biết, em chưa biết. Dạ, bây giờ á, thì chúng ta sẽ dừng lại ở đây ha. Sorry dạ. Anh chị ha. Rồi anh dạ, chị dạ. Á, là có muốn tự cho nhau số phone không, hay là anh chị muốn em cho, hay anh chị tự đọc cho nhau? Thôi bây giờ thì anh và em tự động cho số hồn nha. Dạ đúng rồi đó, cho đi dạ. Cho số hồn đi. Dạ anh cho em số hồn. À, cái số hồn của anh là cái số điện thoại cầm tay của anh. Dạ đúng, dạ là vậy. Vậy để em đọc cho anh có viết chưa? Số anh có của em. Anh có viết đây rồi, anh sẵn sàng rồi. Dạ anh chị, thì trước khi mình kết thúc á, là em xin ra nhắc nhở anh chị một điều ha. Là thì kênh của em Cách Nói Yêu Thương á, là chỉ tạo cơ hội để cho anh chị quen biết nhau ha. Sau khi em Cách Nói á, thì anh chị tự tìm hiểu với nhau, em không có chịu trách nhiệm mà khi anh chị tự tìm hiểu với nhau là có vấn đề gì á, thì quay lại nói em nha. Dạ đúng rồi anh. Thì nói chung là trước khi mà và chia tay thì anh cũng xin cảm ơn Nguyên Hình, cũng nhờ có kênh Kết Nối Yêu Thương của em mà anh mới gặp được Lan hôm nay. Thì anh rất là cảm ơn. Dạ, cảm ơn anh chị ha. Rồi. Dạ. Dạ, còn khi nào đi qua đây thì có dịp qua bên đây thì gặp anh chị sau ha. Rồi. Dạ. Rồi. À, chị cũng vậy, chị cũng rất cảm ơn Yên Hình nha. Dạ, có khi nào thì nếu mà có gì nhớ mời em đi ăn restaurant. Rồi, nhớ cho em, hai anh chị nhớ cho em ăn heo quay là được rồi ha. Rồi, bây giờ là ăn heo quay đấy chứ không ăn đầu heo đó nha, ăn heo quay thôi, chứ không ăn đầu heo đó nha. Dạ, đầu heo nhiều quá ngán rồi. Ok, rất là vui hôm nay ha, bye anh chị ha. Rồi, ok, bye. Dạ, rồi. Dạ. À, bye. Dạ, bye anh chị. Dạ. Rồi.